đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hoàng Bơ đang sẵn sàng để đón chào hai vị khán giả yêu mến thần tượng của mình đến đây tham gia và vượt qua các thử thách, bên cạnh đó là chế biến những món ăn ngon, dinh dưỡng và đặc biệt là mới lạ để dành tặng riêng cho thần tượng của mình. Hãy gặp gỡ người nghệ sĩ đặc biệt ngày hôm nay, một cô gái rất xinh đẹp, đầy tài năng. Cô ấy rất thành công trong những vai diễn mình đã tham gia, đó chính là diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Chào Tâm. Hello. Ôi đẹp quá. Chảnh bắt tay lấy hình cái coi. À, lâu lắm rồi anh em mình mới gặp lại đó. Dạ. Dạo này công việc ổn chứ? Dạ ổn, anh khỏe không anh? Dạ cũng hơi mệt, tại vì từ khi mà quay chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao á, bụng phình. Kiểu ăn nhiều quá mà không có tập luyện, cái nó tích tụ bên trong. Vậy chứng tỏ là Đoan ở đây mọi người các bạn nấu rất là ngon. Em thường xuyên xuất hiện ở những phim trường, vượt qua cái thử thách về nắng mưa gió, làm sao em giữ được cái làn da nè, làm sao em giữ được cái vóc dáng này? Có thể là trong cái lúc quay á, mình sẽ bị hao mòn ít nhiều. Nhưng cái quan trọng là sau khi đóng máy và đi về nhà thì mình làm gì với nó? Tức là mình sẽ gọi là chăm sóc lại nè. Chăm sóc lại, bồi bổ lại. Em nghĩ quan trọng nhất là uống nước. Uống nước. Nước không thì cũng sẽ không đủ. Đúng rồi. Nó sẽ liên quan tới thực phẩm nữa. Dạ. Yeah. Nên ăn những cái đồ mà màu xanh tí. Màu xanh. Tức là rau rồi rau củ quả thì mình có thể bổ sung thêm là nước ép hoặc là trái cây. À hợp lý ha. Và như vậy là Ngọc Thanh Tâm đã chia sẻ là đa số là những món nước sẽ giúp cho cô ấy giữ được cái thể trạng cân bằng nhất và làn da nó ổn định hơn. Nhưng mà không biết bữa nay cái tủ lạnh này có nhiều nước hay không. Ngọc Thanh Tâm, hãy đến với khu vực tủ lạnh để cùng nhau khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Không biết là cô ấy thích những hương vị như thế nào đây. Nhưng mà bây giờ Thanh Tâm hãy sẵn sàng chờ đón những fan hâm mộ của chính mình. Yên tâm đi, hai chàng trai rất là điển trai, đó chính là Đông Đô và Hồ Khắc Vĩnh. Xin mời. Chào hai bạn. Em chào anh. Hai bạn rất là trẻ. Nào giới thiệu đôi nét về mình nào. Em là Hồ Khắc Vĩnh, em hiện tại là ca sĩ tự do. Ca sĩ nhàn. Em chào anh chị, em tên là Bùi Nông Đô, em đang là diễn viên tự do. Một bạn ca sĩ, một bạn diễn viên cùng đam mê nghệ thuật giống như là Ngọc Thanh Tâm luôn. Đồng cảm. Đồng cảm. Lý do nào đó mà các bạn cảm thấy rất là yêu mến Ngọc Thanh Tâm nào? Dạ em rất là ấn tượng với các vai diễn của chị cũng như là các clip hậu trường về cái sự dễ thương của chị, gần gũi của chị. Dạ. Còn em thì yêu thích chị tại vì cũng là một phần chị là đồng hương với em cùng ở Nha Trang. Ôi Khánh Hòa. Dạ. Và cũng thích ghi từ vai trong Đảo Của Dân, Ngụ Cư. Cảm ơn bạn. Xuất sắc. Đúng, em đọc đúng tên phim, anh mừng quá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chế biến thức ăn tặng cho Ngọc Thanh Tâm. Chúng ta đang gặp gỡ một cái tủ lạnh. Và bây giờ hãy hô to một cái câu hiệu lệnh của chúng tôi, đó chính là Khẩu Vị Ngôi Sao mở ra. Tủ lạnh sẽ mở ra. Chuẩn bị nào, 2, 3. Khẩu Vị Ngôi Sao mở ra. Rồi mở ra. Ủa? Mở bằng tay đó. Ai vậy đó hả? Vậy thôi. Quan trọng là những món ăn trong này. Dạ rồi. Mọi người quan sát kỹ chưa nào? Dạ Ngọc Thanh Tâm hãy trả lời câu hỏi trong đây có hoặc không thôi nhé. Trong đây có món ăn bạn thích hay không? Dạ có. Trong đây có món ăn bạn không thích hay không? Dạ có luôn. Wow, nguy hiểm nha. Như vậy thì số lượng món ăn mà bạn thích nó nhiều hơn hay ít hơn số lượng món ăn mà bạn ghét? Em nghĩ món em thích ăn nhiều hơn. Nhiều hơn. Trong đây có món mà Ngọc Thanh Tâm không thích ăn nhưng mà nó số lượng ít nha. Khó đoán lắm. Rồi xin mời các bạn đóng tủ lạnh lại. Cho chúng tôi thêm một số thông tin để gợi ý đi. Thí dụ như là về đắng, cay, ngọt, bùi, chua, mặn thì bạn không thích và thích cái hương vị nào? Em có thể nói là em thích những gì mà liên quan tới kho hoặc ram. À, cách thức chế biến là kho hoặc ram. Đúng rồi. Rõ ràng là nguyên một chữ mặn dần dần luôn. Thích ăn mặn. Không, mà đó gọi là thèm nha. Mình đang nói về thèm thuồng và khao khát được ăn nha. Chứ mà bình thường ăn là phải gọi như là đi ngược lại với cái đó hết. Là phải ăn càng nhạt càng tốt. Cho nên lúc nãy mà hỏi là cái gì mà em thực sự mà em gọi là, nếu mà cuộc đời này nó hoàn hảo mà em được ăn những gì mà em muốn thì sẽ là món mặn. Nhưng mà mình cũng phải hạn chế, mình ráng mình kiềm lại, phải kiểm soát lại. Nhưng mà cô ấy rất thích ăn mặn. Như vậy bạn không thích ăn hương vị nào? Có một số loại rau mà em không thích. Chà,
căng à, nguy hiểm à. Những gợi ý của cô ấy nó vẫn còn đang rất mập mờ, chưa được chi tiết. Chúng ta hãy dựa vào những cơ sở này để vượt qua thử thách đầu tiên. Xin mời tất cả mọi người sẽ di chuyển vào gian bếp. Nào, mời cả nhà. Và bây giờ hãy sẵn sàng với gian bếp dành riêng cho hai bạn người chơi. Sẽ cố gắng làm sao tận dụng tất cả những nguyên liệu chính và phụ mà chúng ta gặt hái được. Nguyên liệu vẫn chưa có trong tay. Bây giờ sẽ là phần đầu tiên để giành giật nhau quyền ưu tiên chọn món nguyên liệu chính, gồm hai món khác nhau, chưa biết là hai món gì. Bởi vì phải đúng sở trường của mình thì mình tự tin với món nào mình chọn món đó. Người còn lại bắt buộc phải chọn món còn lại. Luật chơi rất đơn giản. Và bây giờ chúng ta trong vòng 60 giây, các bạn lập tức chạy nhanh về khu vực trưng bày này. Lấy nhanh về những món nãy giờ chúng ta ngắm trong cái tủ lạnh á. Đó, mình đoán xem là những món nào mà Ngọc Thanh Tâm cảm thấy thích ăn nhất thì mình đem về đây. Càng nhiều càng tốt, nhưng mỗi lượt đi chỉ được lấy một món mà thôi. Nhớ nha, 60 giây ai nhiều món hợp khẩu vị với Ngọc Thanh Tâm nhất, người đó sẽ được lựa chọn nguyên liệu chính. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết giờ. Trời. Wow. Sao khác hẳn hai bên luôn á. Anh biết nữa, hình như là đem nguyên Đà Lạt về đó hay sao á. Em muốn kiểm tra khu vực của gian bếp nào. Bên này đi. Rồi, bên thấy Đông bên Đô này ha. Xanh xanh nhỉ. Chào Đông Đô. Dạ. Bạn rất nhanh và rất khỏe nữa. Đem toàn món nặng nặng không à. Tính ra là từ để tôi đếm cho 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14. Thắng chắc. Bạn thắng chắc rồi. 14 món tin được không? Ít mà chất lượng anh ơi. 14 món được. Thì Ngọc Thanh Tâm, trong 14 này mấy món bạn không thích? Đầu tiên nè. Không thích ớt chuông. Rồi, ớt chuông là một món không thích rồi. Còn món nào không thích nữa không ạ? Cà chua. Hai món rồi, còn món nào nữa không ạ? Cà rốt. Cà rốt cũng không thích luôn. Ào. Hành tây thì sao? Hành tây em lại cũng ok. Ủa ngộ vậy? Tiếp tục nào. Đậu cô ve. Không thích nữa hả? Wow, xoài xôi. Hơi nhiều nha. Xôi vậy? Xôi. Xôi rồi. Món cuối là món bún thôi. Bún thì sao cũng không thích luôn. 13 trên 5 còn 8 món, cũng là khá nhiều đấy. 8 món là nhiều mà, nhiều. Hết rồi đúng không ạ? Như vậy 8 món còn lại thì Ngọc Thanh Tâm cảm thấy rất thích và ăn rất là vừa miệng. Cảm ơn bạn. Qua bên đây nào. Hãy kiểm tra khu vực của bạn Hồ Khắc Vĩnh. Đây đây. Khắc Vĩnh chọn ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. 8 món cũng là khá nhiều đấy. Đương nhiên Đông Đô bạn giành chiến thắng. Đông Đô có quyền ưu tiên chọn món nguyên liệu chính. Nguyên liệu chính là gì? Sau đây xin mời quý vị cùng chờ đón. Và đây chính là nguyên liệu chính ngày hôm nay dành cho các bạn. Và Đông Đô bạn có quyền lựa chọn một trong hai món này. Một bên là kim chi, một bên là lỗ tai heo. Bạn chọn cái nào? Dạ em chọn kim chi. Ồ, kim chi chắc là làm món chay nè. Hay là món Hàn Quốc nè. Rồi, xin mời Ngọc Thanh Tâm sẽ trao kim chi cho bạn Đông Đô. Dạ, em cảm ơn. Rõ ràng là anh ấy đang có một cái chiến thuật suy nghĩ gì đó, lựa chọn món nào nó phù hợp với khả năng sở trường của mình. Và xin mời Ngọc Thanh Tâm sẽ trao lỗ tai heo này cho bạn Hồ Khắc Vĩnh. Rồi, cảm ơn chị. Ráng nha. Thấy hơi sợ sợ cái lỗ tai heo không? Em sẽ làm chị không thất vọng. Dạ, wow. Quyết tâm nha. Ráng nha. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo để chúng ta biết được nguyên liệu phụ là gì để có thể có được một công thức hoàn hảo cho cả hai món ăn. Xin mời quý vị đến với phần tiếp sức thực phẩm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Bây giờ sẽ là phần tương tác giữa nghệ sĩ khách mời đặc biệt dành cho những người chơi. Người chơi sẽ đứng tại vị trí gợi ý, làm sao bằng hình thể và lời nói của mình gợi ý cho Ngọc Thanh Tâm có thể hiểu được đáp án là gì. Nhưng đặc biệt lưu ý, không được nhắc đến bất cứ từ khóa nào liên quan đến đáp án. Bên cạnh đó, 60 giây đầu tiên kết thúc thì 30 giây tiếp theo Ngọc Thanh Tâm sẽ chạy đi lấy toàn bộ những đáp án mà chúng ta đã có một hợp lệ. Theo luật chơi thì người đang có ưu thế hơn đó chính là bạn Đông Đô sẽ vào vị trí thi trước. Sẵn sàng nhé. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Thuộc loại rau củ sỏ chỉ với gì? Sỏ kim. Đúng rồi. Nấm kim chi. Kim châm. Đúng rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Vô. Còn cái gì mà trái nghĩa với từ rớt? Đậu. Đúng. Rồi cái gì đừng trong cái gì? Thủ. Đậu hũ. Trời hay quá. Tiếp tục. Mùa gì trái lại với mùa hè? Đông. Đúng rồi. Dì chú bác. Cái chữ gì trước dì chú bác? Cô. Đúng. Nắm trong cô rồi. Cái gì? Ba. Con. Hai.
1, hết 60 giây, 30 giây tiếp tục nào. Tiếp tục nào, Ngọc Thanh Tâm sẽ nhanh chóng chạy đến khu vực trưng bày. Nhiều khi chạy tới đây là quên đó. Đó, 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 nhớ kỹ nào. Nhanh đi chị, lấy nhầm là coi như là xong phim luôn. Nhớ nha, nhớ nha. Đợi đâu. Xe cái chân thiệt luôn á. Chân, chân, sàn chân. Dạ, cho em lên đây. Rồi, hết 30 giây, bây giờ kiểm tra kết quả nào. Dạ. Mấy món hợp lệ đây. Hình ảnh đầu tiên là nấm kim châm, chính xác, một món rồi. Món thứ hai, đậu hũ. Dạ đây, dạ đây anh. Thứ ba, nấm đồng cô, chính xác luôn, tuyệt vời. Thứ tư, thịt bò, chưa có thịt bò. Và món cuối cùng là cá viên. Như vậy bạn đang thiếu hai món nguyên liệu phụ, đó chính là cá viên và thịt bò. Nếu như không có cá viên và thịt bò, món ăn của bạn sẽ thành một món chay khi kết hợp với kim chi. Nên bắt buộc bạn phải có hai món này, và hai món này sẽ đền bù bởi hình phạt ăn hành dành cho người đẹp Ngọc Thanh Tâm. Sẵn sàng nghe. Nhưng trước khi đến với phần ăn hành thì hãy đến với phần dự thi của bạn Khắc Vĩnh, xin mời. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của bạn Hồ Khắc Vĩnh. 3, 2, 1, bắt đầu. Gà kho ớt. Gà xả. Trời giỏi. Cái một loại mà chiên lên nó giòn giòn. Nó là một dạng bánh. Rồi, bánh rồi. Rập quỳ luôn. Chạy giống giống chanh. Tắt. Giỏi. Một loại trái cây mà chị rất thích. Chị thích. Chua. Lúc nãy đâu có trái cây nào đâu ta. Bào ra. Xoay. 3, 2, 1. Hết 60 giây rồi, 30 giây dành cho em, nó chạy đi cưng. Chà, đúng rồi, đó, xả, rồi gì nữa. À, xoài à. 4, 3, anh ơi, 2, no, đừng. 2,5. Thế sao mà chạy được. 2,25. Đỡ trước nè. 1,75. Rồi. 1,5. Hết giờ. Và bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra kết quả hình ảnh đầu tiên. Xả, hay quá, gà kho, xả ớt. Nghe thấy thèm. Hình ảnh thứ hai. Trời ơi, nếu như mà không Phạm Huy là có khi bạn đang đoán được rồi đó. Bánh hùng tôm. Hình ảnh thứ ba, tạc, chính xác, tạc. Hình ảnh thứ tư, xoài. Quá đơn giản. Như vậy là chúng ta đang bị thiếu một món bánh phồng tôm. Trách nhiệm vẫn tiếp tục thuộc về em. Em hãy sẵn sàng với phần phạt ăn hành của mình nhé. Chuẩn bị nào, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo được mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần ăn hành dành cho diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Nếu như bạn ăn hành thành công thì những nguyên liệu phụ còn bị thiếu sẽ thuộc về hai người chơi. Nếu như bạn không làm thành công, món ăn thiếu đi những thành phần quan trọng mà bạn vẫn phải nuốt cho hết. Là một nghệ sĩ đòi hỏi có vùng sự sáng tạo. Dạ. Và một cái chất nghệ sĩ của mình. Dạ. Bởi những nét thẩm mỹ. Chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng thẩm mỹ của bạn bằng hội họa. Hội họa mà bị hạn chế về thị giác. Hãy đeo cái mặt nạ này vào, che tầm nhìn đi. Sau đó dùng bút và vẽ gương mặt chân dung của một người nào đó. Và sau khi vẽ xong phải trình bày và thuyết phục đó là một gương mặt mà mình đang diễn tả. 3, 2, 1, bắt đầu vẽ. Vẽ đi. Gương mặt người. Cô nha lên chị ơi. Đúng rồi, hay quá, bắt đầu tưởng tượng nè. Ghê, anh tưởng tượng giống như những bộ phim kiếm hiệp đó hả? Đang quá trình luyện gồng làm sao trong bóng tối vẫn có thể đánh được đối phương. Anh ơi, nào chết. Cái gì hả? Sao vậy? Anh để cho em bình tĩnh tập trung với nè. Đúng rồi. Vẽ đi. Mặt người chị ơi, chị ơi. Đây, đúng đang rồi. Có mắt này, đang có mắt nè. Đó. Bây giờ em cần vẽ kính cận thì mới làm sao đây. Rồi, biết ai luôn ha. Hay quá ha. Nghe đây nè, nghe đây. Bây giờ xuống đây là phải có cái móc qua để mà đó, cái kính cận. Tôi tin chắc chắn bức ảnh này rất là đẹp. Nãy giờ anh xoay của em đúng không? Có xoay đâu. Phải không? Anh có xoay của em không? Trời ơi, nó đẹp nguyên si vậy, em đụng vô bức tranh cái ai đụng đâu. Chết rồi, cái miệng đâu rồi? Thì đó, em tập trung đi, tự nhiên hồi nãy định vị đúng rồi. Hồi nãy em đụng cái tay vô giờ nó bị lệch nè, bây giờ đã chỉnh lại. Rồi đó, nó rớt bức tranh xuống. Rồi được chưa? Ok. Nó thành hình ngang rồi. Ngang rồi mà ngang. Nè, ngang rồi ngang. Sắp hết 3 phút rồi đó. Không ra được cái mặt người, coi như là mất nguyên liệu phụ. Thôi em tin anh nè, cái cổ nè. Đó đó, trời chuẩn chưa? Wow. Rồi xin mời bạn tìm về ánh sáng. Tìm về ánh sáng. Ok. Hơi hợp không? Em vẽ anh đẹp không anh? Pam 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 pam. Giống như đúc anh ơi. Giống như đúc anh ơi. Ê, trời là, ơi. Đúng rồi, đây là cái cổ, đây là lông cổ. Bạn đừng quên phần anh hành vẫn chưa. Cái gì lông cổ? Dây cổ, xin lỗi, dây cổ, xin lỗi. Bây giờ cái này đây là cái... Đây là cái miệng kia mà đang la nè. Thuyết trình đi, thuyết phục tôi đi. Đây, rồi, thuyết trình. Đây, xin mời.
Đây là anh biết cái miệng cartoon khi mình hét lên không? Cartoon. Đây là cái lưỡi lè ra ngoài. Còn đây là khi mà anh biết khi mà anh hét lên thì sẽ có một số cái giọt nước bắn ra ngoài. Thì đây nè. Giọt nước. Trời ghê vậy. Đây là em vẽ tranh chiều tượng mà. Lúc nãy mình đâu có nói là vẽ tranh gì, mình đâu có nói thể loại đâu. Ok, xem như là chấp nhận. Được. Yeah. Không may là giải thích cũng hợp lý, là cái vòng tròn như là cái miệng. Thôi được rồi, thành phần phụ đã thuộc về các bạn. Xin mời Ngọc Thanh Tâm sẽ đem tất cả những món nguyên liệu phụ đó dành tặng cho hai bạn. Đây, những món nguyên liệu phụ còn đang thiếu. Bên Khắc Vĩnh thì đang thiếu bánh hùng tôm đúng không nào? Dạ. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chị. Trời ơi. Chào. Còn đây, bí quyết gia truyền. Xin mời cao thủ Võ Lâm. Cô nương ạ, hãy chào cho người đang thiếu đi. Chúc mừng đồng đồ. Thịt bò và cá viên chiên đã thuộc về bạn. Như vậy chúng ta đã sẵn sàng với những công thức chế biến. Mà mình hãy tham khảo đi. Tham khảo xem những món này kết hợp với nhau sẽ ra món gì. Cố gắng lên nhé. Và bây giờ xin mời Ngọc Thanh Tâm sẽ nghỉ giải lao trong vài lát để chờ đợi siêu phẩm đến từ hai bạn trẻ của chúng ta. Để xà xà hay đẹp rồi đó. Em xong chưa? Em xong rồi. Vĩnh, lên đi Vĩnh. Đâu ơi, đâu ơi. Dạ. Thời gian đã hết rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm. Trời ơi. Trời ơi, chết. Thành phẩm của hai bạn chết luôn á. Không có gì đâu hứng. Không dẫn nổi luôn rồi. Tí, không nói ai làm MC tiếp giùm đi. Nói nổi rồi. Cái gì đâu mà hấp dẫn quá. Bây giờ xin mời hai bạn Đông Đôn và Khắc Vĩnh sẽ vào vị trí ghế ngồi. Và bây giờ hãy nhận xét chung về phần thẩm mỹ đi. Đối với Thanh Tâm thì bạn ấn tượng ra sao về hai món này? Bây giờ mình đừng nói tới đẹp, mình có thể vô ăn liền được mình. Đùa vậy luôn hả? Anh làm mất thời gian của em quá hả? Rồi em ăn đi. Em ăn món nào trước? Món khô trước đi ha. Rồi, khai vị đi ha, khai vị. Dạ, rồi. khai vị. Với món khai vị này thì không biết là chủ nhân của món này đó chính là bạn Khắc Vĩnh. Đặt tên món ăn là gì ạ? Dạ, món ăn của em là tai heo trộn xoài non. Tai heo trộn xoài non, trời ơi, nghe thôi nữa rồi. Muốn xỉu. Trong thời gian mọi người đẹp thưởng thức ha, thì mình hỏi xíu về Vĩnh đi. Dạ. Tại sao em quyết định sẽ chọn một cái món khai vị như vậy dành cho Thanh Tâm? Em biết chị Tâm là một người rất là thích xoài. Đúng rồi. Và sẵn cái nguyên liệu đó thì em làm thôi. Uh-huh. Dạ. May mắn hen. Dạ. Nhưng mà đã bao giờ em ăn tai heo mà trộn với xoài này chưa? Dạ, em đã từng làm và từng làm rồi. Dạ. Đúng rồi, ngon. Thế hả? Anh thử không anh? Em vừa mới ăn cái miếng gì vậy? Là vừa tai heo với vừa xoài đúng dạ. không? Cái gộp lại những cái gia vị gọi là những cái nguyên liệu mà sao anh bình tĩnh anh ăn nửa đi kềm, anh không kềm được à nửa đi anh hát đổ rồi trời nó tứ tứ ra ơi ơi trời ơi giật bẻ á mọi người biết cái cảm nó có lên đây không anh Linh chưa lên đâu mà biết cảm giác chua mà bị mới bị cứng họng luôn á cho anh hỏi còn nước sốt thì sao cái này có nước sốt trộn giống như là gỏi không? Dạ không, nó là một loại nước sốt em tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra luôn. Cái dạ. nước là nước gì em chia sẻ bí quyết của em đó là không? Nước mắm với lại nước cốt me. Vừa nước mắm mà cốt me đúng không? Dạ. Em không xài chanh hả? Dạ không, em xài hoàn toàn là tắc. Hoàn toàn là tắc luôn. Em rất là thích me nha. Vậy luôn hả? Em có tìm hiểu. Cái món này là có đúng không? Có không? Có biết có là người đẹp. Cứu anh. Gửi. Có nghiên cứu. Nghiên cứu luôn. Ơi thiệt là bạn ấy có hỏi chị của bạn ấy là chị Google ha là biết là Tâm thích me nè dùng nước me hèn chi nó thơm lạ lùng lắm kìa mà cái mùi xả nó thơm quá em ơi mà không biết mọi người có này chưa chia sẻ là Tâm rất là thích xả nữa hả em rất là thích xả tại vì em thích từ cái mùi vị tới cái mùi thơm tới cái vị khi mà ăn vô nè một món ăn thôi nhưng mà có rất nhiều hương vị khác nhau ngon quá không thiệt nhiều khi hai bạn cũng đang thèm đừng nói chi em chịu không phim. Nổi luôn em nấu mà em không chịu nổi luôn bạn đang có thử không dạ em nấu sao em không cảm xúc mà em nghe anh nói em thiệt, không chịu nổi luôn á anh nói thiệt chứ không phải là anh khang nịnh gì đâu đó. Ngon là mình thôi nói thiệt chúc mừng món rộn của em tuyệt vời cảm ơn Khắc Vĩnh và bây giờ chúng ta hãy đến với món tiếp theo
đây là món nước. Thì không biết là Đông Đô, em đặt tên món ăn là gì? Dạ, món ăn này là lẩu kim chi. Em có thích kim chi hay không? Em rất là thích kim chi. Em thích kim chi à? Dạ, em thích kim chi. Đây, để anh ga lăng nha. Kim chi nha. Ăn ga lăng mà anh múc sao toàn múc nấm với lại... Không, không, mỗi thứ một món thì đó. Dạ. Đó, một ít gì đó. Em ăn thử một cái tổng hợp như vậy. Em muốn thì... xỉu tới nơi rồi đó. Bạn ấy trang trí rất là khéo nha. Em thấy không, có tầng tầng lớp lớp nè, bố cục chặt chẽ nè, có trung tâm, có cánh trái, cánh phải, cánh giữa nè, trên lầu dưới đất nè. Oh my god. Nào chúng ta giơ tay lên, giơ tay lên. Anh xin phép đô ha. Dạ. Anh muốn thử một tí. Qua món ăn này em muốn gửi gắm thông điệp, một bài học hay là một lời khuyên nào đó dành cho người đẹp thanh tâm? Thường thường người ta nghĩ tới lẩu là khi mà quây quần với mọi người, người thân hoặc là bạn bè với nhau, cảm thấy như là mọi người chung vô một cái nồi lẩu, nó là rất là tình cảm, rất thấm thiết hơn với nhau. Trời ơi, thịt bò nhìn hấp dẫn quá, chết rồi làm sao đây. Hai món này mà anh xin công tâm nói rằng món này nó dậy mùi hơn, món này nó bắt mắt và nó có hương thơm, nó quyến rũ hơn là món kia. Món kia thì phải chạm vào thì mới biết nha, chứ món này là đứng từ xa là biết luôn rồi đó. Thịt bò rất là mềm nha. Bạn Ninh bao lâu mà mềm dữ vậy? Dạ không, thịt bò này là phi lê bò nên em chỉ cần trụng nước qua là nó đã mềm rồi. Tại vì nấu thịt bò nếu mà lâu quá thì nó sẽ dai. Anh thấy sao anh? Cảm nhận của anh là anh sao cảm anh? Cảm nhận giống như là fan hâm mộ đang nấu cho anh ăn, hay phải nấu cho em ăn luôn á. Cảm ơn nhiều lắm Đô Đô, ngon tuyệt vời. Em không biết nói gì hả? Thì cạn lời luôn. Đây cũng là một món ăn được chuẩn bị rất cầu kỳ, kỹ lưỡng và chỉnh chu, rất đẹp mắt, tầng lớp và bố cục hợp lý, màu sắc bắt mắt, mùi hương tuyệt hảo và hương vị không còn gì phải cãi nữa. Như vậy thì món nào giành chiến thắng? Cái này rất là khó nha anh. Nè Ngọc Công Tâm. Em phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình đi nào. Nếu mà phải lựa chọn thì em sẽ chọn... cái lẩu kim chi của Đông Đô. Tức là khi mà anh ăn cái món này là nó thành xong một bữa. À, xong một bữa? Đúng không? Bởi vì là nó có rất là... Không, nó đủ dinh dưỡng, nó đầy đủ, là nó vừa có tinh bột nè, nó cũng có nấm nè, và đạm, có thịt, protein đầy đủ hết. Và đặc biệt là tại vì em thích kim chi mà thích cái nước nấu của cái kim chi, từ cái kim chi ra. Nên em rất là thích món này. Trời, tả hồn cũng thấy thèm nữa. Dạ, muốn ăn lại anh vậy. Như vậy là với món ăn này đã nhỉnh hơn một tí đối với cái khẩu vị của Ngọc Thanh Tâm theo ý kiến cá nhân của ấy, nhưng mà cả hai món đều rất ngon. Dạ. Chúc mừng cả hai món, và đặc biệt là Đông Đô là nhìn chiến thắng, và cũng chúc mừng cho bạn Khắc Vĩnh, bạn về nhì ngày hôm nay. Dạ. Nào, đến đây chia vui với Ngọc Thanh Tâm nào. Pem 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 thần thưởng này trị giá 5 triệu đồng sẽ được diễn viên Ngọc Thanh Tâm trao cho bạn Đông Đô. Chúc mừng Đông Đô. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn chị. Với 5 triệu này cảm xúc của mình như thế nào ạ? Hôm nay cảm thấy rất là vui tại vì được nấu ăn ngon cho hai anh chị được ăn. Dạ. Phải cảm ơn bạn chứ, bạn góp công làm cho chương trình ngày hôm nay rất là thú vị và đầy màu sắc. Bên cạnh đó, người về nhì là bạn Khắc Vĩnh. Con tiếc tiếc xíu không khi mà mình không được về nhất? Dạ không sao, là vui là chính mà. Dạ. Và với món ăn vừa rồi thật sự là bạn cũng rất là xuất sắc và khéo léo. Chẳng qua là mình đang bị 10 điểm, bên đây được 10 cộng. Cộng là nhờ cái hương vị nó dậy mùi hơn mình một tí thôi. Nó kích thích, đúng không Ngọc Thanh Tâm? Dạ đúng. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều, 12 món ăn rất rất là ngon. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 để chúng ta gặp gỡ những thần tượng và những fan hâm mộ rất đáng yêu và dễ thương, đặc biệt là những món ăn rất ngon. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.